hơn 2 tỷ người trên thế giới bị béo phì, chiếm gần 1/3 dân số trên thế giới. Đặc biệt, giảm béo luôn là một nhu cầu quan trọng của nhiều chị em phụ nữ. Một vòng eo gọn, đôi chân thon, bắp tay giảm mỡ và một cơ thể cân đối chắc chắn sẽ làm chị em chúng ta đẹp hơn, tự tin hơn mọi lúc mọi nơi. Khoa học và công nghệ ngày nay cho phép thực hiện các liệu pháp giảm béo không xâm lấn, loại bỏ tương đối những lớp mỡ thừa mà bạn khó có thể giảm bằng các phương pháp tập luyện thông thường. Lipocell Macro được biết đến là phương pháp giảm mỡ tân tiến đến từ Hoa Kỳ, sử dụng kỹ thuật HIFU đã được cơ quan kiểm định thực phẩm và dược phẩm Mỹ, tức là FDA, chứng nhận về tính hiệu quả và an toàn trong giảm mỡ. Sóng siêu âm hội tụ cường độ cao của Lipocell tác động vào lớp mỡ dưới da ở độ sâu 13mm. Cơ chế chính của HIFU là tạo các điểm tổn thương nhiệt lên tế bào mỡ. Lượng nhiệt tạo thành có thể lên đến 70 độ C, phân hủy tức thì các tế bào mỡ, đồng thời làm tăng sinh các sợi collagen giúp da săn chắc hơn sau điều trị. Nhiều công nghệ giảm mỡ thông thường sử dụng nhiệt độ cao để đốt mỡ. Điều này thì dễ gây bỏng bề mặt da và làm bạn cảm thấy khó chịu. Còn với Lipocell Macro 2019 thì không như vậy. Kỹ thuật làm lạnh của Lipocell Macro 2019 giúp bề mặt da được bảo vệ và đem lại cảm giác thoải mái ngay cả khi điều trị với mức năng lượng cao. Công nghệ làm lạnh của Lipocell Macro 2019 làm lạnh bề mặt tiếp xúc với da ở nhiệt độ là 5 độ C, giúp cho da tránh khỏi các cái tổn thương do bỏng nhiệt, không bị đau rát, châm chích, bầm tím. Đồng thời đây cũng là công nghệ gây tê tự nhiên, giúp giảm tối đa cảm giác đau nóng thường thấy. Sau 30 phút thực hiện liệu trình, cơ thể chị em có thể phục hồi bình thường và hoạt động hoàn toàn dễ dàng, thoải mái. Giảm mỡ bằng các phương pháp không xâm lấn, không cần nghỉ ngơi dài ngày và không đau, phù hợp với những chị em bận rộn. Giảm mỡ mắt lạnh với Lipocell có thể giúp bạn đạt kết quả mong muốn bởi kỹ thuật làm lạnh bề mặt 5 độ C có thể giảm đau, giảm bầm tím. Không xâm lấn, không gây đau đớn, không gây dị ứng, kích ứng da. Lipocell Macro, nơi tìm lại vẻ đẹp cho bạn.